Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là YouTube My Hero. Và bắt đầu từ hôm nay mình sẽ làm kiểu lớp kiểu clip kiểu này là mình sẽ quay có cái mặt của mình nữa. Mặt mình thao thốn. Ok, và hôm nay clip đầu tiên mình sẽ bắt đầu thử leo cúp. Leo cúp mà mình hiện tại là 5097 rồi. 5097 rồi, mình cố đánh lên 5002. Vì hôm qua là lên 1000. 5194 rồi nhưng mà vẫn chưa lên được. Đen. Gặp nhiều con đen quá. Ok, bắt đầu nào. Trận đầu tiên gặp thanh niên 12. Khá là khó đây. Lần quá. Bài mình khá là xấu nữa thì mình không có con nào nó có thể làm công được. Hút luôn. Hay quá. Mày có con từ Zip IC nó nhảy luôn. Thank you. Mình có cảm giác như là cung bắn khá là chậm. Giáp mình nhỉ. Hay lắm, kéo ra ngoài. Ra ngoài đi. Rồi, hay quá. Thằng nhân này đánh cũng khá là kín kẽ đấy. Có cả. Một cái thôi em ơi. Rồi, một cái thôi. Chuyển cái nữa thì hay quá. Trời tất tay đấy. Kìa. Trời tất tay à. Lót. Chết. Lock chật nè. Lock chật, cắt đi. Hay quá. Giờ lock. Ép một thời gian rồi lock. Làm sao mà nhanh bằng mình được? Wow. Sao trận thứ hai lại gặp lên game 13 nhỉ? Rất là thốn. Thật sự là không có niềm tin để đánh tiếp ấy. Nhưng mà thôi phải cố luôn. Đấy, đặt trụ ngay. Xong rồi trận này thôi. Thôi.
Khó ăn rồi. 13 tuần 8 với lại full mắc quần như này ăn sao được. Kè đặt bình rất ít. Ôi giời ơi. Rất là khó đánh. Rồi thì tôi có quăng cái này rồi. Rất là khó đánh. Khi mà đội bạn hơn cơ thế này mình rất khó đánh một. Khó để đánh luôn đấy. Chậm mất rồi. Ăn đi, ăn trụ đấy đi, ăn trụ đấy đi. Trời hình rất là gay cấn, mình không nói được cái gì. Khó lắm, khó lắm, khó lắm. Được. Wow. What the hell? Oh. Đánh hay như vậy, con bác này. Khó đấy. Gặp 12. Cố gắng trong clip này mình sẽ cố gắng lên 5K2, rồi nếu không được thì thôi anh ý chẹn các bạn clip sau cũng được. Lần đầu tiên mình làm clip kiểu này thì nó sẽ có những cái bất tiện. Đập các cầu thế này. Quá. Thật sự đánh Minh béo thì mình cũng khá là do dự khi thả quân. Tại vì là cứ phải đợi cho Minh béo nó ra xong rồi mình mới thả, dám thả tiếp. Minh béo chơi canon à. Lại còn chơi Ice Spirit nữa. Ồ. Chết đi. Băng à. Chơi băng à. Hay quá. Mình phải tấn công bên pha trái này để giảm lượng tấn công ở bên kia. Thủ nhầm rồi em ơi. Thủ nhầm rồi. Đặt hơi chậm ấy.
bắt nó phải cũ. Có lên anh ơi, đừng chết, đừng chết. Trời ơi. Thôi cố gắng bỏ trụ này rồi, bỏ trụ này rồi. Còn fireball khó quá. Bỏ. Băng à? Băng là hơi muộn rồi đấy. Fireball đi. Hay quá. Chết đi em ơi. Một cái nữa thôi, hay quá. Yeah. Ok, một trận nữa. 18 5182. Oh. Triple M Phoenix is Esport. Khó rồi. Hình như thanh niên này mình từng gặp một lần rồi. Hy vọng là đánh bài dễ. Này quá, đừng. Ôi trời trời. Chơi bài tốt, cái bài gì đấy? Rồng mới level 6 à? Không sợ. À. Mình biết cái bài này rất là khó đánh. Biết ngay mà. Bài này mình rất là khó đánh. Nó đánh bài bowler đấy. Bowler. Ờ à, đúng nhỉ. Đúng rồi, có Electro Wizard rồi thì chắc chắn là phải có đấy thôi. Khó. Nói chung là gặp đánh cái kiểu cửa này rất là khó. Lóc tê, lóc đi em. Rồi, một cái thôi, cảm ơn. Gì này. Số em, số phải chết. Con dài, tao ra. Sợ gì đâu. Lighting ngay. Này, thanh niên này chỉ chờ để lại tinh thôi, có gì đâu. Đánh rất là bựa. Không có gì. Không có gì để nói. Đánh kiểu mà cứ thủ thủ mình rất là ghét. Pekka, đúng rồi. Đứng rồi em ơi. Một cái. Nhảy đi. Lốc, đúng rồi, phải lốc. Em không lốc em chết em ơi.
Lighting. Lo con Becca thôi, không phải lo sợ mấy con kia. Tưởng thế nào, đánh bowler thì biết sợ, chứ đánh cái này không sợ. Ok, một trận nữa rồi. Thật sự rất là khó ăn. Okay. Trời hôm nay nóng quá. Từ từ em ơi, nóng quá. Thôi. Kéo ngu quá. Kéo ngu quá chết cả quy giáp. Giáp. Nhìn ngược lại em ơi. Quay lại, đúng rồi. Không cần phải công trước. Tí nữa thử mấy con ruồi là được. Đi chơi em ơi. Phải bồ luôn, sợ thật. F3, ruồi. F3, đúng rồi. Rồi, hay quá. Này có thể lên được 2k luôn đấy. Cung, cung, ra cung. Hai bôn, hay quá. Dễ à? 2k, à quên, 5k2. Hoàn thành sớm. Deck mình yếu quá, thì thôi. Nghĩ. Búa. Ý cái búa. Cái búa. Ok. Hẹn gặp lại và các bạn trong cái clip sau. Clip sau mình sẽ là về review một vài trận ở trên TV. Mình sẽ nói về những điểm hay, điểm không hay của những trận đấy. Và nhận xét về cái deck của nó họ hay hay không. Yếu ở nào, mạnh ở nào. Ok, các bạn nếu thích clip này thì nhớ like, subscribe và share kênh của mình. Ok, cảm ơn các bạn, chào.